có một cái một trắng đang tham gia vào đó, gọi là màu cờ gấu. Vượt lên. Vượt lên thì mình phải giảm tốc độ thôi. Đúng rồi, cờ gấu BKV nó sẽ đổi ra được. Hello, xin chào cả nhà, mời cả nhà chúng ta cùng làm video tiếp theo. Tức là mình gần ở Gini hư, mình Cái gần đường ở trường một học, cái su lơ thì mình phải chú ý cái gì? cái trẻ con ra Trẻ con trường. nó sẽ rơi trường, nó sẽ ta thể có chữ Strumman, tức là nó sẽ xô đẩy nhau này, rồi unvorsichtig ở câu thứ hai này, còn immer verkehrsrecht tức là luôn luôn đúng, thì trẻ con nó luôn tính toán giao thông đúng thì không đúng. Tức là mình phải tính toán như thế nào với người đi bộ qua đường, thì họ đi nọc linh rồi nọc rách, tức là đi đi rồi lại lại vì như thế. Rồi có chữ un va thẹt là đúng, là cũng bấm vào này. Rồi ke ren man che man hai vừa vách tức là họ đi nhiều, cái đi giữa đường thì họ lại quay lại vì như thế. Cho họ bật fan để cho sao mà chạy rãi. Cho Thì trong trường hợp này thì mình chỉ còn cách giảm tốc độ rồi đi đi vào bên vào bên phải. phải, tức là cái gì nó ảnh hưởng giống như là alcohol, Như tức là rượu. giống như rượu thì chỉ có thuốc thôi, thuốc cũng giống như rượu nguy hiểm. Nguy hiểm nào ở các cái khu vực nông Đường thôn có nông thể thôn, xảy ra, đúng thì rồi, đó là gió lăng răm này, chậm chạp các cái xe tải lớn, xe tải, xe lăn đông các xe thứ. lăn. Rồi đường phe sẽ phe smooth thì tức là bẩn, rồi Xe tức đông. là cái xe có cái chiều rộng quá. Câu này thì là cái ảnh hưởng của thuốc, thì trên này mình thấy Hắc Heroin, cocaine, tức là ba loại thuốc này thì dưới này mình cũng bấm luôn cả ba cái. Xong. Đây thì đặc biệt cẩn thận ở cái con đường này, tại vì mình thấy phá ban unterschiedlich Lồi lõm. là lồi lõm rồi, đường xá lồi lõm. Rồi ở trên đường, Trên đường ray, trên xe đường đường. ray thì khi nào cũng nguy hiểm. Rồi cái xe tàu có thể đến, tàu Từ đối phía đối diện có diện. thể đến. Đúng rồi. À, khi nào vượt, khi nào thì cấm vượt. Cấm vượt khi tức là mình không nhanh, không nhanh so với cái người bị vượt ấy, đúng không, thì sẽ xảy ra nguy hiểm. Hoặc là un cờ lá là không rõ ràng cái đường vượt, un cờ lá là không rõ ràng nó bấm vào. Hoặc là cái đường vượt của mình überblick, tức là mình nick überblick, tức là mình Không không nhìn nhìn được cả. rõ, không nhìn được cả. Ở đâu thì Bremsweg áp hành kỳ, tức là sẽ làm cho khi mình phanh sẽ xảy ra nguy hiểm, những Đại việc cũng khái là đơn thế. giản thế đúng không? Thì là do cái đầu tiên là lốp xe, rồi sau đó là hệ thống phanh, và sau đó là do mặt đường. Unter Umständen dürfen Kreuzung ein Rotangel überfahren. Nghĩa là mình được vượt có đèn đỏ khi nào? Tức là trong trường hợp nào đèn đỏ mình cũng được vượt. Đúng rồi. Chính xác. Tức là Khi mà có công an là công đúng rồi an nè. đứng người ta vậy ở đó là đi thôi. Rồi. Rồi ôn thơ khai nữa ôm stand ditch. Cái nó không phải. Đúng đúng. Rồi khi có cái xe cứu thương ấy. Xe cứu thương, xe cứu hỏa Ừ. thì là chạy thôi. Cứ công an và xe cứu hỏa thì mình Isaac bắt buộc thì Fire. mình vẫn được phép chạy. Tránh người ta chạy.
Đằng sau mình có một xe nữa. Trước có cái đường đầu tiên kìa. Đèn bị hỏng đấy ơi. Đèn nháy hỏng. Đèn hỏng rồi. Nếu mà đèn hỏng thì mình thấy được là Uber suy Chưa kịch là thấy sai rồi. đúng. Ừ. Rồi mình dừng ở chờ đèn xanh mình dừng thì câu thứ hai cũng sai luôn. Thì chỉ còn có câu thứ ba nữa thôi. Tức là khi nào thì mình được ở trong thành phố mình được tiếp bỏ còi đúng không anh? Bỏ còi trong thành phố chỉ có nguyên nhân duy nhất đó là có chữ van nguy hiểm. Van dinh nào đó là nguy hiểm. À, ở đâu? Up lên đi cái cần phải cái đâu thì à, vì sao mà cái người đối diện họ làm cho mắt mình bị chói đúng không? Hay là mình làm mắt họ bị chói đi thì cũng là do là có chữ phái này, câu trả lời đầu tiên có chữ phái bóng đèn là đúng, hoặc là hốt sai ve phơ tức là ánh sáng hắt ra để Bỏ mình leo lắp cao. cao quá, hoặc là cũng có chữ phái bê bê la đúng tức là hàng hóa có chữ phái cũng bấm vào luôn. Gần đến ngã ba đèn đỏ rồi. Đường đầu tiên. Ừ, không thấy chiếc nguy hiểm. Ồ, đằng sau có một cái xe cứu thương đến rồi. Nhưng tưởng cái video không thấy gì cả. Đằng sau mình có một rệt thùng ba ghen, những cái xe cứu thương họ bật cái đèn xanh ai dạt hủ coi. Bây giờ mình phải làm thế nào? Except for owner under the cafe do fault right. Tức là mình không làm cho xe khác nguy hiểm, mình phải do fault tránh đường cho cái người đằng sau. Tức là tôi phải nói với cái người bên cạnh phải tránh ra cho họ đi thì sai. Rồi sau khi đèn chuyển sang xanh thì mình tạo cái khoảng trống thì cũng sai luôn, mình phải làm cho fault. Ok. Rồi như thế nào thì mình sẽ làm cho right fan phe slice là mon Giảm giảm mon giảm độ mòn. cho lốp đúng Ừ, không? đúng rồi. Thì là cả nắm đi với lốp một đống thì sai. Mình vì thỉnh thoảng phải kiểm tra Control liền. cái Liền. có sẽ control liền thỉnh thoảng kiểm tra lốp rồi phe xích thơ thì khi mùng đúng mức gần như khi mùng đúng mức lên start với rồi từ mình không nên tăng tốc đúng không, tăng tốc ốp bấm vào đi. Ở đâu mà không có bảng mà có refueling thì chỉ có ở bằng ngã ba ngã tư đơn giản thế thôi. Mình đang đi trên một đường phó phát mình sẽ trải nữa thì mình ưu tiên hoàn toàn luôn. Bây giờ hỏi ai đi đâu mình sẽ đi đâu. Mình cũng đang nằm trên đường phó phát mà như vậy là cái xe trắng nhỏ Mình này được đi sẽ đâu? mình được đi đầu tiên Mình được đi đâu tiên? vì mình được nằm trên đường ưu tiên phó phát là mình được ưu tiên đầu tiên là mình đi cái xong. Ok. Thế thôi. Đây là chú ý, đằng trước có xe đạp thì mình phải tính toán cái gì? Đây là một cái phe bột thì không đúng bởi vì vòng tròn mới là phe bột đúng không anh? Còn đạp pha rồi bây giờ Đúng cái rồi, câu thứ hai đúng rồi. câu thứ hai là đúng rồi. Còn cái gì đây là cái đường hầm cho xe đạp không đúng. Câu thứ ba sao? À, họ bảo là trước mình 80 mét có một cái số là bút phá ban tức là có cái biển như thế này 80 mét trước mặt mình thì bây giờ mình phải tính toán cái gì. Kinder Nick Immer Kursen Vech Phá Ban Über Kursen tức là ý nó là Kinder khi không phải là khi nào cũng cắt ngắn đường để chạy cho Ok, từ từ.
Em nghe câu này đúng, câu đầu và câu sau đúng. Ừ. Thường xuyên chạy này, Đúng rồi. cho kịp bút, Đúng đúng không? rồi. Giá với giá, đúng không? Câu này mình chỉ hiểu là giá với giá thôi, còn câu giữa thì là họ bảo là nếu mà có xu là bút, nếu mà có xe bút của trường ấy, thì là khi nào cũng phải cái cũng chắc chắn, thì là sai. Nhưng mà trong câu này với cái biển này thì cứ giá giá là đúng. Tức là họ bảo là cái phanh nó Ăn món ăn ăn trong một bên stack anh giải thích ăn trong một bên bị là nghiêng đấy, không? Khi mình phải ngồng ngặt một bên nghe trong một bên đó. Thì nguyên nhân nào thì do là người Bremen với cái thứ hai là đúng này giải cái thứ nhất cũng đúng này còn cây thứ ba không đúng cơ nên cây là từ đỡ tự động à ABS đúng đúng vô khan ly can ven dịch for the right and I like stack up nút sen thì à họ bảo là tại sao lại như cái hôm nay câu câu trước đây là ai là giải thích stack up nút sen tức là ngặt về bên phải một bên đấy thì do là cái ác lên cơ này hẳn bị cong này tục bị cong rồi cái này không ốt nung này cái rồi lần thôi một cái bị cong một cái không ốt nung xong mình đang đi trên đường autobahn phía trước mình một xe xong một xe còn một cái một trạm đang tham gia vào đó gọi là mò cửa gấu vượt lên vượt lên thì mình phải giảm tốc độ thôi đúng rồi cửa gấu BKV nó sẽ đổi ra đường giữa sẽ nguy hiểm nó ở bên phải không có gì để nói xe vàng thì quá xa cái này thì cái xe đầu một nửa trên đường đi bộ một nửa dưới lòng đường với cái này thì mình chỉ cần bấm vào hai cái chữ đằng sau đuôi có chữ up bi đùng xong nếu mình thấy hình ảnh này thì cần bấm hai cái đó là được mình muốn đi một cái xe tự động mình phải chú ý cái gì đó là câu đầu tiên đúng Beatrice Bremser Verkehr hai then là đúng họ bảo là khi train sáng chỉ có mình quay cái số gì đó hay mình chưa đi xe mình chưa lái mình không hiểu nhưng mà đi cái số cao ấy thì làm cho cái motor không chết máy thì câu giữa là sai câu giữa và câu cuối sai rồi đúng rồi cái câu dưới này cũng tức là sai mình lựa chọn một cái gì đó chương trình gì đó trên xe thì mình phải tắt motor là cũng sai luôn ừ. đúng không Mình cần kiểu cả cần số á giống như giống giống kiểu đấy rồi câu này lại là nước như ta hay nói là ở đâu thì nó đọng nước nó đọng bắn ấy thì là ở bán uy bơ căng thì tàu chạy liên tục là không có chỉ có hai cái dưới thôi câu này cũng hay gặp mình đi một cái xe và trên xe của mình có trẻ em 5 tuổi thì ở đây mình chỉ cần kiếm một cái chữ có chữ free phung đấy ở câu giữa này cái cuối đoạn cuối nó có chữ free phung này là được thôi tức là ở đâu dựa vào đâu thì chúng ta có thể biết được là cái sự kiểm tra xe tiếp theo mình về khi nào thì mình nên kiểm tra xe thì đó lần là lần kiểm tra do sau có chữ bê đinh nung an lai chung làm đúng là không đúng nó chỉ ở cái xa lung bê sai thai một của mình và ở cái chỗ đường dưới cũng có chữ free phung đây là đúng nó cái free phung nó nằm ở đằng sau chỗ can sai can ở trong cái biển số xe rồi cái gì phải chủ mình phải chú ý cái gì khi xe mình có hàng hóa hay Ừ.
ăn hành cứ là móc với hàng hóa, thì cái hàng hóa của mình nó phải có chữ zixer là phải đảm bảo này, Chắc chắn. rồi đạp nặng của phone 1 mét sai. Khi mà cái hàng hóa của mình ấy mà nó dài quá 1 mét thì là phải có cái đèn ở đằng sau đúng không ấy. Tạp nạc hình thân ôn là xù lịch À, không cần biển. chỉ nếu, nếu, nếu như mà là dài ra nó có nghĩa là dài ra sau một chỉ cần 1 mét đổ lại thì mình không cần treo cái không cần Không báo cần báo đèn. Còn nếu mà 1 mét thì không cần. quá quá 1 mét là phải Khoảng một báo mét thì mới cần. câu này là đúng câu Bởi vì cụ công này họ bảo là owner can size can. Không cần thì là 1 mét. stand tức là cao chỉ đến 1 mét thôi cao nhất. Họ bảo là cái đường nào ấy thì họ có cái rig case phiên địch, tức là tốc độ khuyến cáo là 130, thì video trước mình cũng có nói rồi, tức là đấy auto half và ở autobahn đó là những con đường rất là lớn, rất là rộng, thanh thang, thì là cả ba đều đúng. Xong rồi, không biết có đúng không. Ui. Ok, xong rồi. À, nếu cả nhà thấy hay thì hãy bấm đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận video mới nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở video sau.